đầu cưa những cái nhánh nữa nha các bạn. Cái cây gòn thì cái vỏ của nó rất là trơn, nếu mà làm mà ra mồ hôi các bạn thì nó sẽ càng trơn hơn nữa. Này là cưa cái đọt luôn nha các bạn. Hiện tại là cây này nó còn ba cái nhánh đọt. Rồi cưa gần đất thì nó sẽ bẻ xuống. À, cái nhánh nó có buộc dây rồi nha các bạn. Rồi thấy dướng rồi. Dướng rồi. Xuống được không sao. Dướng lại rồi. Dướng lên tụt luôn. Rồi hạ được cái nhánh này các bạn ơi. Lúc đầu là sợ nó dướng. Rồi tới đó nó dướng. Tới đó dướng rồi. Vô bước vô góc bên kia. Thôi rồi.